Ôi trời đất ơi, bạn nhìn thấy cái màn hình Hình của chàng cowboy cởi trên lưng ngựa Nó bị vàng khe thế này Có thể cái việc này khiến cho nhiều người bị bó tay Nhưng riêng các bạn thì sao? Các bạn phải nói là không chấp nhận bó tay Chúng ta sẽ xử lý cái ảnh này Cho nó được trở về một cái hình ảnh Mà với những cái màu sắc rực rỡ Rất là ấn tượng như sau bạn hãy xem đây đây chính là kết quả mà chúng ta sẽ phải làm Từ gạch bên đây chúng ta sẽ phục chế để làm sao cho nó trở về Như gạch phía bên tay phải của người ta Thì như vậy mới gọi là Đáng đồng tiền bắt gạo Để thực hiện bài này chúng ta sẽ dùng các thủ thuật Một là Chúng ta trộn kênh nghĩa là Ghép những cái kênh lại với nhau Thứ hai Chúng ta sẽ chỉnh phần color với level và cuối cùng là chúng ta sẽ áp dụng hiệu ứng là để chúng ta cân cho từng sắc độ một. Rồi, các bạn hãy bình tĩnh và chúng ta sẽ thực hiện từng bước như sau. Bước 1, các bạn sẽ nhân bản ảnh này ra bằng lệnh duplicate. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chuyển cái hình này về cái mod là mod lab. Nên là mod lab. Mục đích của mod lab là để chúng ta sẽ lấy cái kênh highlight. Bởi vì các bạn xem trên hình bên đây nó dư vàng bởi vì chúng ta mở channel lên các bạn sẽ thấy rằng cái kênh blue của nó mất hoàn toàn không có chi tiết ảnh nào cả ta xem mà kênh grid là có chi tiết green có chi tiết nhưng mà uh, riêng cái kênh blue mất hết đen thui không có chi tiết nào cả thì do đó chúng ta sẽ qua bên cái phần là cái ảnh mà anh ta vừa chuyển plap chúng ta sẽ chọn cái kênh highlight các bạn sẽ bấm kênh trên a sẽ kênh kênh c để mà copy cái kênh này và ta trở về bên cái hình gốc chúng ta bấm cần trên A và ta bấm cần trên V để bát cái phần đó vào tắt hình này đi nha các bạn. và bây giờ các bạn hãy xem trở về cái kênh tổng hợp là rb các bạn thấy rằng cái ảnh nó bây giờ nó chuyển sang một cái màu cái màu hồng thì chính cái màu này sẽ giúp cho chúng ta cân chỉnh nó dễ hơn là cái màu vàng. thì sau khi có được cái hệ này rồi thì chúng ta sẽ lần lượt dùng chức năng cân chỉnh màu với level để mà cân lại ta sẽ chọn hiệu ứng ở đây là là bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đây là cái kênh đầu tiên ta cần chọn là kênh rít chúng ta sẽ cân cho nó thông số kênh rít mà bạn hay kéo từ đây vô hoặc là ta nhập trực tiếp đây là 84 1 và 25 sau đó bạn chọn tiếp tôi cái kênh là kênh truyền và chúng ta cũng sẽ cho thông số vào kênh truyền phần input level đây để bằng không Đây là 1.05 và đây là 238 và tiếp tục chúng ta chọn tới cái kênh blue kênh cuối cùng kênh blue là 65 1 và 246 và chúng ta chọn qua cái kênh tổng hợp là RDB để chúng ta cân lại chút xíu nữa chỗ này ảnh nó sáng hơn tí rồi sau đó bạn nhấn OK và chúng ta sẽ platin cái hình này lại À, tiếp theo chúng ta sẽ chọn tiếp một cái hiệu ứng nữa là ta sẽ dùng ở đây ta cho cái hiệu ứng của nó là curve cho nó sậm hơn tí rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là ta sẽ làm cho cái phần con ngựa nó màu của nó đỏ một đô cho nó hiện lên và đồng thời quần của chàng cao bồi phải có màu xanh thì nó mới đẹp. Bây chúng ta sẽ sử dụng tiếp cách tạo vùng chọn với Coloren chúng ta sẽ khoanh lại cái vùng phần là cái à, cái quần của nhân vật bây giờ chúng ta có vùng chọn rồi chúng ta nhấn vào select ta chọn là Coloren bạn sẽ chấm cho tôi vào màu xanh trên cái quần và chúng ta sẽ kéo cái phần này lên chúng ta bấm dấu cộng vào đây chúng ta chấm tiếp những cái chỗ mà nó còn chưa được chọn như đây những cái phần này và chúng ta sẽ hạ cái phần này xuống một chút xíu. Cái phần trắng là cái phần mà vùng ảnh sẽ được biến thành vùng chọn. Còn cái phần mà đen là cái phần sẽ được loại bỏ do chúng ta chọn sai ở cái điểm đen nên nó đâm ra nó quá đà, chúng ta bấm dấu trừ nó chấm lại. Để bỏ đi. Rồi chúng ta sẽ bấm nút cộng để chọn thêm những phần này. Chúng ta giảm bớt tí tí xíu. chấp nhận ta nhấn ok lúc này bạn thấy rằng cái vùng này sẽ biến thành vùng chọn cho chúng ta sẽ biến thành vùng chọn bây giờ bạn sẽ làm cho vùng chọn nó mềm lại bằng lệnh modify chúng ta cho smooth phần cho khoảng cỡ là 3 pixel rồi sau đó chúng ta sẽ áp dụng hiệu ứng trên đây là chúng ta chọn phần là hiệu ứng là photo filter chúng ta áp dụng cho nó là cái màu xanh nó chọn là blue và bạn sẽ kéo phần blue này cho nó đậm lên sau đó là nhấn ok bây giờ bạn thấy rằng cái màu xanh nó bị nhiễm ra phía bên ngoài này là không đúng bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái cọ và ta để màu đen nằm ở trên để thông số là 50 phần trăm và chúng ta sẽ tô trên cái lớp trên này những vùng nào đen là những vùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi màu ta sẽ tô trên cái phần lem để cho xóa bỏ đi cái này là không có màu xanh chân không có màu xanh mà chỉ có cái quần jean với màu xanh mà thôi rồi sau như xong các bạn sẽ flatten cái vùng này lại tiếp theo đó là chúng ta sẽ chỉnh màu cho chú ngựa là đỏ lên nó giống như là ngựa bọc đô gọi là, là xích thố đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cũng áp dụng tương tự như vậy thì để tránh nó bị ảnh hưởng phần trên chúng ta chỉ vẽ cái phần bao quanh con ngựa mà thôi vẽ phần bao quanh con ngựa chọn bằng cách là chúng ta sẽ chọn coloren ta sẽ chọn coloren ta chấm vào màu đỏ của con ngựa ta kéo lên bạn có thể bấm dấu là công cụ rubber nhưng mà dấu cộng ta chấm vào những khoảng này cho con ngựa nó sáng toàn bộ thì những chỗ nào sáng thì những chỗ đó nó sẽ được biến thành vùng chọn chỗ đen thì nó giữ lại rồi tới đây chúng ta nhấn OK rồi các bạn sẽ vào trong cái lệnh sau đây chúng ta sẽ áp dụng bằng cách đặt ta vào trong phần là level bạn sẽ chọn cho tôi cái kênh màu đỏ cái kênh màu đỏ chúng ta sẽ tăng cường cái màu đỏ lên Mình là kéo như thế này Mình thấy chú ngựa nó đầu nó có một cái màu đỏ chúng ta phần green chúng ta cho nó qua đây một chút xíu và cuối cùng là phần blue kéo ở phía này thì nó tăng cường thêm vàng một tí bây giờ chú ngựa chúng ta nó đã đỏ hơn bình thường nó nhấn ok bây giờ bạn xem nha bạn xem đây ta thấy này đó chúng ngựa được áo một cái màu đỏ lên bây giờ chúng ta nhấn đúp vào cái phần bên ngoài này chúng ta cân cho nó đậm hơn chút xíu nữa ta kéo phần cái tông về phía này một chút rồi ta nhấn ok bây giờ chúng ta sẽ flatten nó lại Flatten cái phần hình này lại chúng ta sẽ áp dụng tiếp tục là chỉnh cái phần cây phần cây cho nó xanh lá cây hơn chút xíu nó mới đẹp phần cây ở trên đây thì chúng ta cũng sẽ dùng là là Coloren nhưng mà trước khi Coloren ta sẽ chọn phần này ta sẽ lấy phần cây này thôi ta chấm vào phần xanh của cây ta cộng thêm đây đây là cái bài tôi hướng dẫn kỹ các bạn để chút xíu nữa chúng ta qua cái phần là nâng cấp ảnh đang trắng lên màu thì chúng ta sẽ có khái niệm hơn rồi sau đó quý vị cũng sẽ áp dụng cho tôi hiệu ứng là Curve Tôi sẽ chọn cái kênh màu đỏ Tôi sẽ hạ xuống Và tôi chọn cái kênh Green tôi tăng lên Và kênh cuối cùng là kênh Blue nếu tăng lên đây thì nó sẽ màu xanh đậm cho so xuống đây thì nó sẽ ngã vàng xanh lá cây phải ngã vàng thì mới đẹp thôi các bạn và sau chấp nhận tôi nhấn OK rồi chúng ta sẽ flatten tên ảnh này lại như vậy các bạn thấy rằng sau một vài bước chúng ta đã cân chỉnh xong cái ảnh từ một cái màu không giống ai cả trở về hình ảnh có màu sắc rõ ràng và rất là đẹp Đó là cái việc mà xử lý những ảnh sai màu và Từ nay các bạn hãy nói từ là Bye bye những ảnh sai màu